Xin chào mọi người, chào mọi người tới với cả PC Connect Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download đó là cái PES 2018 phiên bản demo về để chơi thử trong lúc chúng ta chờ đợi bản Connect của nó, đúng không nào? Đây, thì bây giờ để chơi thử cái bản demo của PES 2018 ấy thì các bạn hãy vào cái trang web này. Trang web này mình có để bên dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn hãy vào đó và đến thẳng cái trang web này. Nhưng mà có một chút vấn đề ở đây, đó là cái PES 2018 này nó lại ở trên Steam ấy, nó lại ban đi cái IP của Việt Nam. Không biết Việt Nam có vấn đề gì mà lại ban IP đi, đúng không nào? Cho nên để có thể vào được cái trang này và download cái bản demo về ấy, thì đầu tiên các bạn phải fake IP đã. Và fake IP thì nghe nó hoành tráng lắm mà, như hacker các kiểu, nhưng mà thực sự nó dễ lắm. Đầu tiên các bạn hãy vào bất cứ một trình duyệt nào nhá. Ví dụ mình ở đây là Cốc Cốc này, mình sẽ làm ví dụ ở Cốc Cốc và Chronome nhá. Đây là hai cái trình duyệt có thể nói rất là phổ biến, đúng không nào? Còn những trình duyệt khác như Zandex, Opera thì có lẽ là mình sẽ không hướng dẫn, vì nó không được phổ biến bằng hai cái trình duyệt này. Đầu tiên, như các bạn ở Cốc Cốc trước nhá, thì các bạn hãy ấn vào đây này. Ấn vào cái icon Cốc Cốc ở bên góc trái trên cùng á, ấn vào đó, sau đó các bạn chọn những phần công cụ khác nhá. Rồi đây, các bạn tìm đến cái chữ đó là tiện ích mở rộng này, trên nào, click vô. Nó sẽ mở ra một trang này. Đây chính là những cái tiện ích mà chúng ta đã cài đặt vào trong cái trình duyệt Cốc Cốc của chúng ta. Thì đây, đây chính là cái Unlimited Free VPN, đây chính là cái sẽ giúp chúng ta fake IP để có thể vào được trang web mà chúng ta bị cấm IP, được chưa nào? Thì để download nó như thế nào ấy, thì các bạn hãy vào cái trang này rồi đúng không? Các bạn kéo xuống nhá, rồi các bạn chọn được cái phần đó là tải thêm tiện ích ở đây này, được chưa nào? Click vào đó. Nó sẽ đưa chúng ta đến cái phần cửa hàng Chrome trực tuyến. Ở đây các bạn hãy gõ cái chữ đó là, đây nó là gì nhỉ? Đây này, Unlimited. Các bạn chỉ cần gõ chữ là Free VPN Hola thôi. Đây, mình sẽ gõ cho các bạn nhé, Free VPN, rồi cách là Hola thôi, Enter, thế nào. Đây này, nó sẽ ra thẳng cái đó là Unlimited Free VPN Hola. Ở đây thì nó sẽ có cái chữ đó là thêm vào Chrome. Các bạn click vào và đợi khoảng tầm từ 5 đến 10 giây là nó sẽ tự động thêm vào cho các bạn nhé. Thế thì để mình xóa nó đi, rồi mình làm cho các bạn trực quan chút dễ hiểu. Đây này, thêm vào Chrome nhé, mình sẽ click vào này. Rồi, ở đây các bạn ấn vào chữ thêm tiện ích nhé. Rồi, nó đang download này, rất là nhanh thôi. Rồi chúng ta đợi khoảng một lúc, 5-10 giây gì đó, nó hiện lên thông báo, lúc đó là chúng ta đã hoàn thành cái việc đó là cài đặt cái Free VPN Hola vào trong cái trình duyệt của chúng ta rồi đấy. Còn đây là với cả cái trình duyệt Chrome ấy, thì các bạn hãy ấn vào cái ba dấu chấm này, thế nào. Rồi, chọn đến cái phần đó là công cụ khác, cũng tương tự luôn, sau đó đến tiện ích mở rộng. Nó hoàn toàn giống với cả cái gì nhỉ? Cái gì ta? Cái Cốc Cốc vừa rồi á. Rồi ấn vào thêm tiện ích, rồi các bạn cũng điền đúng cái tên của cái phần mềm đó là Free VPN Hola. Thế nào? Nó ra ngay thôi. Này, cài đặt hoàn toàn tương tự, đúng không nào? Thêm vào cho Chrome thôi, thế nào? Đâu quá nhỉ? Thế này, khi mà bị cấm IP thì cái trang này sẽ không cho chúng ta, đây này, nó sẽ như thế này à? Mình vừa M5 xong á, nó không cho chúng ta đăng nhập vào. Đây này, tiên sư này, nó đang làm gì mà. Thôi nói chung là nó có một thông báo là chúng ta đã cài đặt xong rồi. Thì bây giờ mình cần F5 nhá, không thể nào vào được cái trang này. Đây này, Pro Evolution Soccer. Vì Việt Nam chúng ta chặn IP rồi. Bây giờ ấy, để có thể vào được trang web đấy, các bạn ấn vào cái icon của Unlimited Free VPN Hola nhá. Ấn vào đó. Rồi đây, ở mục chọn quốc gia, các bạn thích thì chọn sẵn các quốc gia có ở đây. Còn không thì các bạn cứ chọn cái Hoa Kỳ cho mình nhá. Chọn bừa Hoa Kỳ là được, được chưa nào? Rồi, khi mà nó duyệt từ Hoa Kỳ ấy, thì cái trang web đây, khi mà chúng ta sử dụng IP của Hoa Kỳ thì chúng ta đã vào được trang, mình sẽ gõ lại PES 2018 nhé. Enter. Ở đây mình sẽ ấn vào cái phần demo đây. Đây, chúng ta vào được rồi này. Lúc nãy thì không vào được đúng không nào? Bây giờ vào được rồi. Còn tiếp theo để download cái PES 2018 demo đấy, thì các bạn ấn vào chữ download demo đây nhá. Đây là một cái đoạn CD video của PES 2018 này. Đoạn trailer. Rất ấn tượng đúng không nào? Konami. Sang video thứ hai nào. Video này nó giật quá. Đây là một chút về đồ họa của PES 2018 các bạn ạ. Messi à? Đây đây. Hiệu ứng, các bạn có thể thấy hiệu ứng cái khán đài ấy, rất là chất lượng đúng không?
Suarez, Iniesta. Mình biết ông này từ cái hồi World Cup Euro gì đó. Cá nhân mình thì mình cũng không phải là một fan của game bóng đá, không phải là một fan tốt của game bóng đá, nhưng mà sau khi xem qua cũng như là chơi thử cái phần demo của FIFA 18 và bây giờ là đến lượt cái phần PES 2018 ấy, thì mình đánh giá cao hơn ở PES 2018 về cái phần đồ họa của nó. Mình thấy chất lượng hơn là FIFA 18 rất là nhiều. Ồ, từ hiệu ứng khán giả, hiệu ứng nhân vật cho tới là các di chuyển bóng các thứ ấy, nhìn nó chất lượng hơn FIFA 18 rất là nhiều các bạn ạ. FIFA 18 mình đã làm một cái video hướng dẫn các bạn download demo rồi đấy. Các bạn thích FIFA 18 thì có thể download cái bản demo của mình về chơi thử. Còn bây giờ thì mà quên mất download nhỉ. Bây giờ cứ mãi xem cái video này. Ấn vào download demo nhé các bạn nhá. Đây này, ấn vào. Ở đây các bạn chọn vào yes Steam installer. Rồi chọn đến cái phần mở Steam Clean Boot Camp nhá. Ở đây các bạn tắt những cái gì à? Những cái chương trình mà nó chặn cái quảng cáo đi, không thì nó không hiện ra cái bảng đâu, được chưa nào? Không cho mở lên đâu. Rồi, nó đang kết nối với cái nick Steam của mình để download cái PES 2018 này về. Trong quá trình chờ đợi thì sau khi đã trải nghiệm xong cái PES 2017 thì các bạn có thể download cái bản demo 2018 này về để chơi thử. Còn những bạn nào mà chưa có cái bản PES 2017 ấy, thì các bạn em vào channel của mình nhé. Mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái PES 2017 Crack rồi đấy. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ phải đợi cái bản Crack của PES 2018 ra thì có lẽ là chúng ta mới có thể chơi được trọn vẹn cái game PES rồi. Chứ bây giờ chỉ có thể chơi demo thôi. Sao lâu thế nhỉ? Vấn đề gì thôi? Mình chỉ fake IP của cái trang web thôi mà, không nghĩa nó ảnh hưởng đến tốc độ download của tốc độ đường truyền mạng của mình luôn à. Chỉ test trên nét thôi nào. Verify installation. Đâu ảnh hưởng gì đâu. Load trang, thậm chí load cái trang này nó còn nhanh như vậy mà. Đấy, úi rồi. Vấn đề gì cả. Mà sao năm này lại lâu thế? Rồi cancel. Để mình tự vào Steam bình thường thôi. Có lẽ là một chút vấn đề gì đó. À đúng rồi, như là mình đang giải nén cái này nó bị chiếm cái gì à? Chiếm cái dung lượng phần cứng máy tính, cho nên là những cái liên quan khác nó bị chèn đi. Đúng nhỉ? Không, không đúng. Nó đâu được update. Xem các bạn ở đây gì mà lại dai như vậy. Này, khó nhận biết vấn đề nhỉ. Có lẽ chỉ còn nước đó là chờ đợi thôi. Trong quá trình chờ đợi chúng ta sẽ tiếp tục coi lại cái video đúng không nào. Tiếp tục xem cái video intro đầy chất lượng. Càng ngày thì cái đồ họa của PES càng chất lượng đúng không các bạn? Càng đẹp. Có vẻ chi tiết hơn là cái FIFA 18 rất là nhiều. Thay người, football online. Cuộc sống của cầu thủ. Xuất đẹp. Đây là các giải đấu chuyên nghiệp này. Những người chơi FIFA, à đâu, PES hay không? Series PES nói chung thôi. Chứ không phải nói là PES 2018 rồi. Lâu thế nhỉ? Này, chất lượng đồ họa nhìn có vẻ rất là tuyệt, rất là đẹp, rất chân thật đúng không ạ? FIFA 18 thực sự khó mà có thể sánh được với PES. Mình chưa biết lối chơi như nào, nhưng mà thực sự là riêng về đồ họa không bao giờ ăn được PES rồi. Chắc chắn luôn. Ôi kinh. Đây là cái gì à? Pressing kick đúng không ta? Cái kiểu một chạm ấy. Trông rất là chất lượng. Phá gô lê đẹp mắt.
Steam của tôi đâu rồi? Lâu vậy. À đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành download cái gì nhỉ? Cái patch 2018 này về nhá. Mình sẽ ấn vào download demo này. Yes, Steam install it. Rồi mở Steam Clean Bootstrap. Rồi, ok. Bây giờ nó sẽ hiện ra cái bảng này thì các bạn là chọn vị trí các bạn muốn lưu cái game này lại nhá. Mình thì sẽ lưu vào ổ game của Steam thôi. Thế nào? Ấn create deck of socket à? Create start rồi. Thì chọn cái bên trên này thôi các bạn nhá. Rồi các bạn ấn đấy kìa. Tự game đéo cho chúng ta download. Sao nó kỳ vậy? Mình sẽ làm lại phát. À đây rồi. Nó cần 4GB ở đây nhá các bạn nhá, không phải cái bảng lúc nãy đâu. Ê, ấn đấy. Rồi, ok. Nó đang tiến hành bắt đầu cài đặt cho chúng ta đấy. Để xem chưa download đây, bắt đầu download rồi này. Để xem tốc độ download của nó là như thế nào. 3,7GB. Số tốc độ download của mình nó lại tởm thế này nhỉ. À, xuống 1 tiếng rồi. Tốc độ download đang đến rất là nhanh. Các bạn chỉ cần đợi một khoảng tầm 1 tiếng với tốc độ download tương đương với của mình thì có lẽ là các bạn sẽ có chơi được cái bản demo của Pro Evolution Soccer. Có thì sau khi download xong thì các bạn về tự chơi nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ cho các bạn coi qua cái cấu hình của nó ở cái video thôi. Setting của nó thì nó mình nghĩ là cũng tương tự với cả cái phần PES 2017. PES 2017 mình đã chỉ các bạn cách setting khá là chi tiết rồi. Còn cấu hình của game này như thế nào thì nó ở đây này. Đây này. Win 10, Win 64 bit thì mới có thể chơi được game này các bạn nhá. i5 3K trở nên là chơi được rồi. 8GB RAM. Thực ra là 8GB RAM nhưng mình nghĩ là 4GB RAM mà chơi được rồi. Mọi game mình chơi đều 4GB RAM hết. RAM của mình chỉ có 4GB thôi. Nên game nào mình cũng chiến được cả. Các bạn cứ yên tâm nhé. Đây này, RAM của mình có 4GB thôi. GTX 650. Thấp hơn cũng chơi được các bạn ạ. Chỉ cần setting thấp xuống thôi. Chứ không nhất thiết là phải cứ có bắt buộc phải có được cái khung hình như thế này ấy, thì nó mới có thể chơi được game. Thấp hơn chơi được, chúng ta chỉ cần setting low xuống là được. Thậm chí những cái game bóng đá này nó còn có những bản fix rất là chất lượng. Bản fix của cái gì nhỉ? Của cái FPS, của cái cấu hình các thứ ấy. Thì sau này nếu có crack thì mình sẽ chia sẻ những bản fix cho các bạn. Để những bạn nào máy yếu cũng chơi được, không vấn đề gì hết. Thậm chí PES 2017 nó còn chơi được ở cả những ai mà không có cạc luôn. Không có cạc màn hình luôn, còn chơi luôn mà. Chỉ cần có cái cạc mặc định của chip Intel cũng chơi được. Là các bạn biết là nó nhẹ mức độ nào đấy. Mà cấu hình tuyệt vời như này. Ui, tiếp, ngầu thế. Ấy, vừa rất đẹp mắt đúng không nào? Chúng ta sẽ được điều khiển cầu thủ ngôi sao và tạo ra những pha có thể nói là tuyệt vời, pha bóng tuyệt vời. Ui rồi, kẹp, ui kẹp. Những pha bóng tưởng chừng chỉ có ở ngoài đời trong game nó có thể làm được. Mặc dù chúng ta chỉ xài có vài nút điều khiển trên bàn phím đúng không nào? Pha ăn mừng rất là chất lượng. Game này được bán với giá khá đắt, 70 đô. Thì FIFA 18 nó bán tầm 100 đô các bạn ạ. Mà mình đánh giá nó còn thấp hơn cả cái game này á. Một game này lại rẻ hơn thì nếu mà các bạn là fan của bóng đá thì hãy chơi PES 2018 nhá. PES luôn là một cái, PES ở đây có nghĩa là Pro Evolution Soccer ấy. PES luôn là một cái lựa chọn có thể nói là hợp lý hơn trong các tựa game bóng đá. FIFA 18 khó mà có thể là đối trọng của PES được. Mặc dù nó được đánh giá khá là cao. Cá nhân mình thì đương nhiên mình là một game thủ, mình theo cái góc nhìn bình thường của mình thôi. Thì đồ họa, cái game nào đồ họa ngon hơn mà cấu hình nhẹ hơn đương nhiên là mình sẽ chọn game đó rồi. Trong khi giá nó còn rẻ hơn nữa. Còn đương nhiên rồi. Channel của mình là PC Crack Gaming mà, nên chắc chắn là sắp tới mình sẽ cập nhật cái bản crack của PES 2018 cho các bạn. Các bạn hãy chú ý theo dõi channel nhá. Bằng cách đó là subscribe, đăng ký channel cũng như là like cái fanpage Facebook của PC Crack Gaming. Bây giờ thì có lẽ là download xong rồi chơi được thôi. Thôi thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Chúc các bạn download bản demo thành công và chơi game vui vẻ. Và nhớ là theo dõi channel để có thể là download cái bản crack của PES 2018 sớm nhất nhé. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.